Lê Tinh xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá thần tổ quốc. Hôm nay tôi qua một clip gần một lô càng câu nha mọi người. Thì lô càng câu này đa phần là những cây càng carbon, có vài bên đây vài cây Hechi của Shimano nè. Đó, đại qua bên đây là phần ISO. ISO này bản với giá thanh lý nha, tầm khoảng 300 đến 400 gửi ngàn một cây thôi. Tất cả đều là hàng carbon hết nha mọi người. Rồi, để sắp vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng có clip sắp lên đó, thì anh em cứ gọi vào shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Cây thứ nhất mình tạo. Thì cây thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần một khúc nha. Một cây Hechi một khúc, hàng nội địa Nhật. Bát của nó là bát Fuji FS6, cần của Sakura, một cây nội địa Nhật, sơn giả trúc nhé. Phen của nó là phen Fuji loại xám. Cần rất chi là đẹp. Bu của nó sẽ là bu xít nha mọi người, bu xít, đọt là đọt tháp. Cần rất là đẹp luôn. Cây này về cho anh em câu hanh, câu cháp. Anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Anh em miền Tây thì có thể câu cá lăng, cá mè dẫn, cá mè quinh. Thì cái này dài là 1m1, nặng là 113g, đọt 1.2. Độ cứng ra tầm khoảng 15-20 nhé. Độ cứng nó khá là nhiều cái đọt nè. Đó, nó sẽ cứng đều vô trong. Rồi, giá cũng hai cái thứ nhất, giá là 600k nha mọi người, 600k cộng ship, giá cực kỳ mềm nhiều. Gốc còn rất là đẹp nhá. Thì cây này cái cán máy chèo nó bị nứt cái này. Đó. Thì bán hàng nó gõ cho mọi người. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên tiếp cho mọi người một cây Daiwa. Daiwa này vẫn một cây Daiwa của hàng Hechi. Đó, cái máy chèo foil là foil carbon. Bọn sẵn luôn nha mọi người. Phen của nó là phen Fuji, bát của nó là bát Fuji nhá, bát Japan Fuji. Thì cái này dài 2m4, cứng 25 mọi người, dài 2m4, cứng 25. Đó. Cái này vẫn chuyên về anh em câu hanh, câu chạp, câu cảm giác nhá. Đó, bu nó đây. Thì cần nguyên zin nha mọi người, cần này nguyên zin, chưa độ chê hết. Tổng thể mô hình chỉ có xây sát nè, có dạng nó chốc lớp sưng bóng nhẹ thôi. Đó. Cái này được sản xuất tại Korea nha mọi người, sản xuất tại Hàn Quốc. Foil carbon sẵn, đọt đọt tháp. Thì cái này nặng là 195g, đọt 1.2, độ cứng 25, giá cũng khai cây số 2, giá 500 nha mọi người, 500k cộng ship cây số 2. Đó, đây. Hechi đọt tháp thì đọt nó cũng tương đối dịu và nhảy cá nha mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên tiếp cho mọi người một cây cần đai qua. Một cây Daiwa Wikin dạng carbon sắc ít nha mọi người. Daiwa Wikin carbon sắc ít. Bát của nó là bát Fuji FS6 nè. Phen của nó là phen Fuji đổi xám. Thì cần sẵn găng guốc nha, carbon sẵn hai da. Rất là đẹp. Phen đây, Fuji loại xám nhá. Đọt vẫn là đọt tháp mọi người, đọt vẫn là đọt tháp. Đó. Thì có khúc này được đi keo chỉ lợi nha mọi người. Đó, khúc nói. Đây, đi keo chỉ chỗ này nó xấu thì shop đi keo chỉ lại. Keo chỉ chỗ này thì ok nhá. Đó, cái này ok. Cái này cũng ok luôn. Đó. Foil thì chuẩn rồi, foil chuẩn hết chỗ chê. Thì cây này cứng cứng mừng, dài 2m1 nha. Cứng mừng dài 2m1. Foil sẵn găng guốc hai da. Thì cái này nặng 125g, đọt 1 ly. Giá công khai cây số 3, giá 700 nha mọi người, 700k cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 tiếp theo lên mọi người một cây cần của nội địa. Đó. Một cây Hechi nội địa, cán máy treo. Foil là foil carbon, sơn giả trúc nhé. Sơn giả trúc. Bát là bát Fuji. Bát Fuji, phen là phen Fuji loại xám nè. Sơn giả trúc nó làm giống như mấy cái đốt, đốt trúc nè. Đọt vẫn là đọt tháp nha mọi người, Hechi thì đọt tháp hết nhé. Đọt vẫn là đọt tháp. Bu của nó là bu xít nha mọi người, bu xít. Dạng mặt trời đây. Bu xít nhé. Bục xít. Cần rất là chi là ok luôn. Tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp nha mọi người. Hàng nội địa.
Thì cái này nó nặng 160 gram, đọt 1 ly, dài 2,1 m nhé. Độ cứng đây, test đọt. Đọt nó cực kỳ nhạy nhé, độ cứng ra tầm khoảng 15-20 nha mọi người. Đó, cực kỳ nhạy cá. Rồi, giá ông khai cây số 4, giá 600 nha mọi người, 600k cộng tiếp cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên tiếp cho người quẳng một cây hai chi thôi. Cái máy chèo. Cây này quẳng là một cây hàng nội địa Nhật. Đó. Phen quẳng là phen Fuji nha mọi người, phen bổm Fuji. Bát quẳng là bát Fuji. Đó, bát Fuji. Đọt thì vẫn là đọt thấp thôi, hay chi đọt thấp hết. Cần thì còn gấp ok ha. Thì cái này sắp đo thì nó còn 1,7 m nha mọi người, 1,7 m, nó không có để thông số trên cần nè. Đó. Độ cứng của cái này nó ra tầm khoảng 10-15 nhá, cực kỳ dịu nha mọi người. Đó. Cá ăn là biết liền, rất là nhạy cá và độ nảy cực kỳ tốt. Thì cái này nặng là 159 g, đọt 1 ly và 1,7 m. Dạ. Cần độ cứng ra tầm khoảng 10-15 nha mọi người, 10-15. Đó, cần tổng thể ngoại hình ok, poi carbon đọt thấp. Giá ông khai cái số 5, giá 500k cộng ship nha mọi người. Đó. Tiếp theo cái số 6. Cái số 6 lên mọi người một cây hàng hạng, một cây hàng của Shimano, hàng đời cao. Cán là cán máy chèo Shimano. Cái này nội địa nha mọi người, nội địa. Bát của nó là bát hãng luôn, bát hãng. Phen là phen Fuji loại xám. Bát liền cần luôn nhá. Cái này dài là 1,8 m nha mọi người, dài 1,8 m nhưng nó bị gãy đọt đây. Bị gãy đọt. Thì shop đo lại thì cái này nó dài chỉ có 1,75 m thôi, mắc khoảng 5 phân. Cần thì tổng thể còn rất là đẹp. Cần tổng thể còn rất là đẹp. Shimano ha. Thì độ cứng của cái này á, nó ra tầm khoảng 15 nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 15. Chuyên về cho anh em câu trên bè, trên ghe, câu hành cháp nhé. Thì cái này nặng là 120 g, dài 1,75 m, đọt 1,3 l, độ cứng ra tầm khoảng 15. Giá công khai cây số 6, giá là 650k nha mọi người. 650k cộng ship cây số 6, càng còn rất là ok nhé. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên tiếp người một cây Shimano. Thì đây một cây Shimano carbon sắt ít. Carbon dạng carbon hai da của nhà Shimano. Thì cái này dài 2,7 m mọi người, hai chi dài 2,7 m của Shimano là tương đối hiếm mà. Phen thì ok hết, tổng thể phen thì nguyên zin nhá, có vài phen bị ổ chân thế này đây, ổ chân keo thế này, nhưng mà còn rất là cứng nhá, không ảnh hưởng gì hết. Anh em về cầu cũng vô tư. Thì cây này vẫn là một cây đọt tháp nhá, bu nguyên zin, bu bu xít nhá, bu xít dạng mặt trời đây, nguyên zin nhá. Thôi thì rất là đẹp này, chỉ có chân phen nó bị ố vàng một tí thôi. Đó. Thì sau bán hàng sao bảo anh em vậy nhá. Em mọi người, đó. Đây cũng vậy nè. Nói chung thì không ảnh hưởng gì, anh em về câu thì vô tư. Phen là phen Fuji hết nha mọi người. Mấy cái gốc cho này nó bị chốc sơn nè, chốc lớp sơn vô cái cán gỗ nè, đó. Thì cây này nặng là 160 g, đọt 0,7, dài 2,7 m. Rồi, giá công khai cái số 7, giá là 800k nha mọi người. 800k cộng ship. Thì cái này nó cứng ra tầm khoảng 10 thôi nha mọi người. Cứng ra tầm khoảng 80 thôi. Rất là dịu luôn. Đó, cái này anh em câu hanh, câu cháp, câu trên bè. Anh em thả lỗ thì khỏi chê rồi. Đây. Đọt khá là nhạy nha. Rồi, tiếp theo qua đây. Đây là ba cái cần luôn và một số cần ISO. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cây cần lua. Thì cây này lua là dài 1,8 m, đọt của nó là 1,9 l, độ cứng của nó là ML nhé. Phen của nó là phen Fuji, bát của nó là bát hãng, cán là cán bằng. Thì cây này sản xuất tại China nha mọi người. Tổng thể cần còn rất ok.
Thì cái này về anh em nào thích hợp như dạng lua mồi giả, lua cá sắt, dạng anh em mới tập câu á, đấy cái này lua rất là khỏe, cần rất là nhẹ. Cái này nặng chỉ có 100g thôi, đọt 1 ly 9 và 1m8. Thì cái này lua GAT từ 1.75g đến 10.5g, tải dây từ 2 đến 10 LB, giá công khai cái số 8, giá 400 luôn rồi, 400k cộng chip cái số 8. Thì anh em có thể lấy cái này câu trên bè cũng được, rất là ok ha, càng tương đối nha, đầu nãy cũng rất là cao. Giá công khai cây số 8, giá là 400k cộng ship nhé, giá cực kỳ ok luôn. Tiếp theo cây số 9, cây số tính lên tiếp cho người một cây cần của Suzumi. Đây, một cây Suzumi dài 1m8, độ cứng là ML nha mọi người, độ cứng vẫn là ML. Cái này nặng là 99g, đọt 1 ly 7. Thì cây này sổ bộ phen là phen Fuji, bát của nó là bát Fuji luôn nè, đó thì vẫn vậy thôi. Đó, cây này về cho anh em luôn mồi giả nè, đó, câu trên bè, câu ngâm cũng được, dạng câu cá nhỏ li ti rất là ok. Đây phôi là carbon nha mọi người, phôi carbon sẵn nha, rất chi ok, sẵn tới ngọn luôn. Anh em có thể câu bóng đục được, mấy cái này câu bóng đục nó êm. Hàng của Suzumi, cây này của Korea sản xuất nha mọi người, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Rồi, giá cũng hai cây số 9, giá 500 nha mọi người, 500k cộng ship cây số 9. Theo cây số 10. Cây số 10 lên cho mọi người một cây càng UL. Thì cây này về cho anh em nào dạng câu câu lướt suối nè, thôi anh em câu cá hanh, cá cháp, câu tôm, dạng câu cảm giác thì để mấy cái này đánh cực kỳ ok luôn, ổn áp luôn. Cán của nó là cán bằng, nó có bật miếng ni lông nè, chưa tháo ra nữa. Bát phen của nó là phen Fuji, phôi cực kỳ đẹp luôn, phôi cực kỳ đẹp. Thì cái này của Suzumi sản xuất, hàng của Korea nha mọi người. Thì cái này dài 1m8, lô re từ 2 đến 7g, tải dây từ 2 đến 6 LB. Màu xanh nha mọi người, dạng màu xanh. Phen nó đây, phen đẹp nhé, đọc bóng sẵn, ngọn nó sẵn nè, đó. Càng còn đẹp, đó. Mấy cây UL này về anh em mà dạng câu tôm hay câu cá lăng á, câu tôm, câu cá lăng rất ok luôn, rất ổn. Anh em câu hành, câu cháp cũng rất ok. Đây, công đây, công hình chữ C nha mọi người, đó, cực kỳ nhảy cá. Đây, test nó, độ nảy cực kỳ tốt nha. Thì cái này nặng là 85g, đọt 1 ly 1, nặng 1 và 1m8, giá ok cây số mừng, giá 600 người, 600k cộng ship. Tiếp theo lên tiếp mọi người cây số 11. Cây 11 lên cho mọi người một cây ISO nội địa, cây ISO ngắn nha mọi người, cây ISO bè nội địa. Thì cây ISO này thì bát của nó là bát Fuji nè. Hãng của hãng nó là một cây hãng Nissin, hãng nội địa Nhật nhé. Thì cái này dài 2m4, đó, dài 2m4, tem Nhật đàng hoàng hết. Thì phôi carbon sẵn nè, sẵn lò xo nha mọi người, rất là đẹp, càng còn rất là đẹp. Phen của nó là phen Fuji nhé, phen Fuji. Cái này dạng em ISO bè, đó, câu trên bè, câu hành, câu cháp rất hiền luôn nha, sẵn rất là đẹp. Phen thì ok hết đây, tổng thể phen ok, thôi thì bao chuẩn cho anh em luôn, càng rất là đẹp nha, đọt nó đây, đó. Tất cả ok hết nha mọi người, khỏi chê. Thì cái này nặng chỉ có 90g thôi, đọt 0.5, độ cứng cái này ra tầm khoảng 5-10 thôi, 5-10 thì nó sẽ cứng hơn Itekada tí thôi, đó. Mà độ nảy cực kỳ cao nè, đó. Rồi giá cũng hai cái số 1, giá là 750k nha, 750k cộng xếp cái số 1. Rồi tiếp theo qua đây, và đây là một lô ISO dạng bán thanh lý. Tiếp theo cây số 12 lên cho mọi người một cây hàng của Sunfit, một cây ISO đọt số 2 và 5m4, bát của nó là bát Fuji, bát Fuji Sunfit này của Korea nha mọi người, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Phen của nó là phen Fuji,
phôi của nó là phôi carbon nè, carbon sẵn nhá, sẵn là sao đây. Rất chưa ok, thì cần thì có xúc xác mọi người, cần có xe xác mà cái lóng này còn đẹp nè. Anh em mấy cây ISO này thì anh em về không thích câu ISO thì anh em hạ tay xuống, câu vẫn rất là ổn nha mọi người, rất là êm luôn. Vòi của ISO thì nó tương đối dày, dày và cứng, sẵn gần gốc nha. Đọt nó là đọt carbon luôn đó, rất là đẹp, chỉnh phen hết nha mọi người, cây này chỉnh phen hết luôn. Thì cái này đọt số 2, dài 5m4, nặng là 284g, đọt 1 ly 4, giá công khai cây số 12, giá là 450k nha mọi người, 450k cộng ship cây số 12. Tiếp theo cây số 13 lên cho mọi người một cây cần của hãng gì cũng không biết luôn đó. Biết cái này của carbon nè, dài là 5m4, đọt số 3 đó. Bát của nó là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji F7 nè. Phen của nó vẫn là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Phôi thì là phôi carbon sẵn nè, sẵn là so nhá, đẹp nha mọi người. Sẵn cho nó đẹp. Phôi chỉnh hết nha. Nói chung thì bản thanh lý thì thanh lý, nhưng mà đảm bảo với mọi người là phôi chỉnh, không dập không bể nhé. Cái này phôi còn rất ok luôn đó. Anh em về hạ đọt lại hôm nay, anh em để câu gấp em chỉnh phen hết nha mọi người. Thì cái này nặng là 290g, đọt 1 ly 5, dài 5m4, giá công khai cái số 13, giá 400 nha mọi người, 400k cộng ship. Phôi thế này 400k cộng ship thì gói em mày đó, phôi đẹp nhá. Cây số 13 400k cộng ship. Cây số 14, cây số 14 thì 350k nè đó. Một cây ISO dài 4m5 nhá, dài 4m5, đọt số 3. Nếu đọt số 3 thì cái này nó gơ cứng ra tầm khoảng chắc cỡ 5H đó mọi người, 4H 5H đó. Bát là bát hãng. Phôi của cái này là phôi carbon nha mọi người, phôi là phôi carbon đó. Phôi carbon nha. Đây. Đó. Phôi ok, không lỗi đó. Đọt nữa đây, sẵn nha, đọt sẵn, carbon sẵn nha mọi người đó. Đây. Phen của nó là phen hãng nha mọi người, phen hãng, báo là bát hãng. Thì cái này nặng là 272g, đọt 1 ly 6, nặng là một gì vậy ta, đọt 1 ly 6, 272g. Thì cái này cây số 14 giá là 350k nha mọi người, 350k cộng ship, một cây Osaka Asaki gì nè, hàng nội địa nhá. Cái này chắc nội địa đây, Osaka. Phen ok. 14 350k cộng ship. 15 lên tiếp cho người một cây cần ISO. Bát là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji F6. Thì cái này dài là 1m, dài là 5m3, đọt 1.5. Thì đọt 1.5 thì cắt ra tầm khoảng 3h thôi, cứng ra tầm khoảng 3h. Phen nào mà phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Phôi là dạng phôi carbon sẵn lo xo nhé, có xây xác nhé, lóng này có xây xác, lóng này thì đẹp nè đó. Lóng này cũng ok, đọt nó là đọt carbon nha mọi người, đọt carbon sẵn nè đó. Trên đây là khúc tháp, còn chỗ này là dạng tháp Long Phụng á, anh em tháp Long Phụng ở trên đây là ngọn đặt nhé. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly, giá gốc 2 cây số 15, giá là 450k nha mọi người, 450k cộng tiếp cây số 15. Tiếp theo cây số 16, cây số 16 lên tiếp cho người một cái ISO Bass Fuji F6 nè. Thì cái này mà đọt số 1, dài 5m4, hãng Ronfit, cái này hãng của Korea nha mọi người, hàng của Hàn Quốc sản xuất.
carbon vẫn là carbon sẵn nhé. Phen của nó là phen Fuji. Đây, vẫn là carbon sẵn lò xo nha mọi người. Đèn sẵn hay da, sẵn lò xo. Rất kì ok. Đẹp nhé. Rất là đẹp. Đó. Đây, cho anh em xem. Rất là ok. Phen chỗ này nó bị chạy đây. Đó. Tính kèo là chỗ này là ok liền. Thì anh em về thì hạ tay thôi, anh em để câu cũng được. Đọc ra đây. Đó. Thì cái này nặng là 228g, đọc 1 ly, giá 2 cái 16, giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship cái số 16. Tiếp theo cái số 17. 17 lên tiếp một cái ISO Bass Pussy FS6. Thì cây này thì nó sẽ dài là bao nhiêu đây ta? Cái này dài là 3m6 người, dài 3m6. Đọt nó là 1 ly 8. Đọt 1 ly 8 thì độ cứng ra tầm khoảng 4H, 5H. Đó, phen của nó là phen Fuji nè. Đó. 3m6 phen Fuji tầm khoảng 3H, 4H thì hạ tay về đánh ok liền. Phôi ở trong còn rất là mới nha mọi người. Phôi trong rất là mới luôn. Đó. Đọt nó đi, đọt rất là to nha. Rồi, giá cũng khai cây số 17, dài 3m6, đọt 1 ly 8, nặng là 175g, giá công khai là 300 người, 300 cây số 17. Tiếp theo cây cuối cùng, cây cây số 18. 18 lên cho mọi người một cây Wincott. Thì cái này của Korea nha mọi người, hàng Korea sản xuất. Bass của nó là Bass Fuji FS6. Thì cái này đọc số 2, dài 4m5 nha mọi người, dài 4m5, đọc số 2. Đọc cứng cái này nếu đo với cẳng tay thì rơi tầm khoảng 3H, 4H. Phen của nó là phen Fuji, tất cả là phen Fuji hết. Phen thì nguyên zin. Phôi dạng carbon sẵn là so nha mọi người. Carbon sẵn là so. Đây, dạng carbon sẵn là so. Phôi cũng còn rất là mới luôn. Đọc thì ok. Đó. Anh em nào quầy hạ tay thôi để dạy câu cũng được. Đọc cũng tương đối cứng qua nãy. Đó. Thì cái này nặng là 185g, đọc 1 ly 5, giá công khai cây số 18, giá 450k rồi, 450k cộng ship. Rồi, đó tổng cộng 18 cái cặn lên cho mọi người hôm nay. Để mọi người ưng chốt, để shop số điện thoại shop tự động liên hệ mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.